Xin chào mọi người, hôm nay công ty WeFood xin giới thiệu đến mọi người dòng sản phẩm Timer 24 giờ hay còn gọi là Time Switch, thương hiệu Giz xuất xứ Ấn Độ với mã hàng 67DDT0. Đây là dòng sản phẩm Timer 24 giờ cài đặt theo thời gian thực tế với màn hình hiển thị LCD. Đây mọi người nhìn thấy sản phẩm rất nhỏ gọn và được lắp trực tiếp trên thanh Dinray với mã hàng 67DDT0 với nguồn cấp là 110-240V AC và được điều khiển là một kênh với tiếp điểm output. Ở đây mọi người có thể cấp nguồn là 110-240V AC. Đây là sản phẩm với dòng kỹ thuật số hiển thị màn hình LCD sẽ giúp cho mọi người có thể cài đặt dễ dàng cũng như là chúng ta có thể lắp đặt trên cho hệ thống chiếu sáng. Đây là chương trình cài đặt, có thể cài đặt tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật hoặc chúng ta chọn những cái ngày nghỉ nào mà chúng ta muốn, ví dụ như chỉ làm việc 2 thứ 6, 3 5 7 hoặc là nghỉ thứ bảy chủ nhật thì mọi người đều có thể chỉnh được ở phím D cộng này là cài đặt ngày, H là cài đặt giờ và M là cài đặt cho phút. Thì ở cái timer này nó sẽ có 25 chương trình tắt mở trong ngày, thì mọi người cứ cài đặt một chương trình sẽ có là một on và một off, đó là thời gian cài đặt cho thiết bị được hoạt động. Ở đây chúng ta có thời gian cài đặt ngắn nhất là 1 phút cho mã hàng 67DDT0. Thì thiết bị này có pin dự phòng là 6 năm nha mọi người. Nguồn cấp của thiết bị là từ 110-240V AC. Timer 24 giờ thương hiệu Giz kỹ thuật số. Bên cạnh đó, nếu mọi người muốn cái dòng cao cấp hơn, đây là dòng Pro. Dòng Pro này sẽ có hai kênh cài đặt độc lập luôn cho thiết bị, có thể rất nhiều cho hệ thống chiếu sáng với highlight đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng Pro này với mã hàng là WT2DCDS. Đây cũng là dòng timer kỹ thuật số luôn nha. Với cái dòng Pro này mình cũng sẽ có hai loại, đó là loại một kênh và hai kênh. Thì đặc biệt ở cái dòng Pro này thì cái thời gian cài đặt ngắn nhất của nó là 1 giây nha mọi người. Đây, thời gian cài đặt cũng khá là dễ dàng, chúng ta sẽ sử dụng cho kênh 1 và kênh 2. Ở đây là lắp đặt rất là nhỏ gọn luôn mọi người ơi. Chúng ta khi mà sử dụng một cái sản phẩm mà với nhiều tính năng nhỏ gọn được lắp trong tủ điện sẽ tiết kiệm được diện tích của tủ điện. Đây là có hai kênh cài đặt độc lập với mã hàng WT2DCDS, thì chúng ta sử dụng và cài đặt rất là dễ dàng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CERROHS UKCA, thương hiệu Giz xuất xứ Ấn Độ. Nó lên tới 50 chương trình tắt mở cho một ngày và chúng ta có thể lựa chọn được 10 ngày nghỉ cho năm. Đó, ví dụ như nó hoạt động nhưng mà chúng ta thay vì hoạt động các ngày trong tuần rồi đúng không, thì trong năm nó có những ngày lễ đặc biệt, ví dụ mọi người muốn những ngày lễ đó sẽ tắt thì mọi người vẫn cài đặt được 10 ngày tắt trong năm. Đây, sản phẩm rất là nhỏ gọn, được lắp trực tiếp trên thanh Dinray, rất là đẹp nha mọi người. Với cái dòng sản phẩm, đặc biệt là mọi người có một số khách hàng vẫn thích cái dòng sản phẩm loại cơ. Đây là một dòng sản phẩm khá là truyền thống luôn, thì thương hiệu Giz cũng có luôn nha mọi người, với mã hàng là Z648B1, thương hiệu Giz xuất xứ Ấn Độ. Đây là một sản phẩm timer 24 giờ dạng cơ. Thì đối với dạng cơ đó, thì chúng ta có cái thời gian cài đặt ngắn nhất là 15 phút và cài đặt cũng khá là dễ dàng luôn. Thì cái này thì một số anh em vẫn thích xài loại truyền thống như vậy, loại cơ. Còn anh em nào thích hiện đại hơn, kỹ thuật số cài đặt á, thì cứ chọn cái dòng 67DDT0 hoặc là WT2DCDS của thương hiệu Giz nha mọi người.
rất là đẹp luôn nha mọi người. Thiết bị Thumper 24 giờ thương hiệu Git xuất xứ Ấn Độ. Tất cả sản phẩm thương hiệu Git được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật Huy Phúc. Chúng tôi cũng có rất nhiều đại lý trên toàn quốc và rất mong sẽ đáp ứng được nhu cầu của tất cả khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn.